Lễ khai mạc mùa Trung thu 2015 của Singapore đã được tổ chức tại khu phố Huy Hoa Chinatown với sự tham dự của Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam cùng nhiều quan chức cấp cao khác và cộng đồng dân cư. Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh đây là sự kiện hàng năm và là một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết Trung thu về, dành cho người dân và các em nhỏ, thể hiện sự độc đáo, đa dạng về văn hóa của đất nước đa sắc tộc Singapore. Điểm nhấn của buổi lễ là 2.300 chiếc đèn lồng với đủ màu sắc rực rỡ, mang các biểu tượng đặc trưng, những địa danh vốn đã nổi tiếng của đảo quốc sư tử. Từ các sân chơi rồng ở Toa Payo và khu vườn bên vịnh cho tới những chú sư tử ngộ nghĩnh đáng yêu. Đường phố về đêm lung linh sắc màu là thế, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới chiếc đèn mang biểu tượng nhân sư cao 12 mét. Chiếc đèn này tượng trưng cho lễ kỷ niệm năm Thánh Vàng, 50 năm ngày độc lập của Singapore. Theo ban tổ chức, từ nay cho đến ngày 12 tháng 10, cả một đoạn đường dài 600 mét trên hai con phố Ô Tôm Sen, New Bridge và một phần của đường South Bridge sẽ thường xuyên được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng. Bên cạnh việc thắp sáng đường phố bằng đèn lồng, nhiều hoạt động văn hóa cũng sẽ được tổ chức như ca múa nhạc kịch đặc trưng của những nền văn hóa khác nhau của Singapore, hay những cuộc thi về trang phục cải trang, thi vẽ đèn lồng vào đúng ngày rằm Trung thu.